Theo tờ Đô thị Phương Nam của Trung Quốc, ông Mã Anh Cửu sẽ đáp chuyến bay từ sân bay Đào Viên Đài Loan đến Thượng Hải vào ngày 27 tháng 3. Tờ này cũng dẫn truyền thông Đài Loan cho hay, ông dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay phố Đông Thượng Hải vào chiều cùng ngày. Trước khi khởi hành, ông sẽ có một bài phát biểu ngắn giới thiệu về mục đích chuyến đi, gồm thăm mộ tổ tiên và trao đổi sinh viên, hy vọng thông qua chuyến thăm góp phần vào giao lưu nhân dân giữa hai bên, cũng như nối lại đối thoại và khôi phục thiện trí giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo Đài Loan đến Trung Quốc đại lục kể từ năm 1949. Ông Mã Anh Cửu là thành viên Quốc dân Đảng và từng gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Singapore hồi cuối năm 2015. Theo lịch trình do truyền thông Đài Loan công bố, chuyến thăm này của cựu lãnh đạo Đài Loan dự kiến sẽ bắt đầu ở Thượng Hải, sau đó đến Nam Kinh, Vũ Hán, tiếp đó trở về quê hương ở Tương Đàm Hồ Nam để thăm mộ tổ tiên, rồi đến Trùng Khánh và cuối cùng quay trở lại Thượng Hải mà không gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hồi tháng 2 năm nay, Phó Chủ tịch Quốc dân Đảng Hạ Lập Ngôn cũng từng thăm Bắc Kinh và gặp ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, người vừa được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tương đương với mặt trận hồi đầu tháng 3 vừa qua.